Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Với tính chất từ những thảo dược thiên nhiên, việc điều trị mụn trứng cá hiệu quả bằng các bài thuốc dân gian đang được rất nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Mụn trứng cá là tác nhân khiến cho rất nhiều chị em mất đi sự tự tin khi giao tiếp với những người xung quanh, đặc biệt nếu mụn trứng cá không được điều trị triệt để sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho da, để lại những vết thâm và sẹo lõm sau rất mất thẩm mỹ sau khi hết mụn. Hiện nay, rất nhiều chị em truyền tay nhau cách trị mụn trứng cá bằng các bài thuốc dân gian vừa an toàn, vừa mang lại hiệu quả từ sâu bên trong, giúp làm đẹp và tốt CSO sức khỏe. Trị mụn trứng cá hiệu quả bằng bài thuốc đông y. Theo đông y, mụn trứng cá là một chứng bệnh do nhiệt độc, thấp nhiệt, đàm thấp, huyết gây ra. Do đó, muốn hết mụn phải lựa chọn những bài thuốc phù hợp. Với các thành phần thảo dược thiên nhiên an toàn và hiệu quả, các bài thuốc này được rất nhiều chị em người sử dụng. Bài thuốc đông y trị mụn trứng cá từ thỏ ti tử, đem thỏ ti tử giã nát rồi vắt lấy nước cốt thoa lên vùng da có mụn hoặc vết nám, để trong khoảng 30 phút, khi nước này khô thì đi rửa ét sạch lại với nước ấm. Bài thuốc này không chỉ có tác dụng trị mụn trứng cá rất hiệu quả, mà nếu dùng thường xuyên còn tẩy được vết nám trên da, giúp da ngày càng mịn màng, tươi sắc hơn. Chữa mụn trứng cá với bài thuốc từ tứ quân tử hợp nhị trần thang, bài thuốc này gồm các vị thuốc đông y, bạch hoa ích, hà thiệt thảo 15g, đan sâm 15g, sơn dược 12g, phục linh 12g, đẳng sâm 10g, bạch chuột 10g, bạch giới tử 10g, sa tiền tử 10g, bán hạ 10g, trần bì 10g, tất cả đem đi sắc lấy nước uống hàng ngày. Mỗi ngày uống một thang, có công dụng trị mụn trứng cá do tỳ hư đàm thấp hiệu quả, chữa được các mụn mưng mủ vê. À bong vẩy, không để lại sẹo, ăn uống và đại tiện trở lại bình thường. Bài thuốc trị mụn từ tỳ bà thanh phế, với bài thuốc này ta cần chuẩn bị 12g tỳ bà diệp, tăng bạch bì 12g, bạch hoa xà thiệt thảo 30g, sinh thạch cao 30g, sinh địa 15g, xích thược 10g. Hoàng cầm 10g, địa cốt bì 10g, đan bì 10g, si, NS sơn cha 10g, sinh sơn chi 10g, sinh cam thảo 6g. Tất cả các vị thuốc này đem đi sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang. Bài thuốc này có công dụng trị tang phế bị nhiệt, mụn sần và viêm tấy, ửng đỏ, sưng đau thường xuất hiện trên trán và hai má đều nhanh chóng lặn hết. Bài thuốc đông y chữa mụn trứng cá do khí thịnh, thành phần các vị thuốc trong bài thuốc này gồm có đông quỳ tử, bá tử nhân, đông qua tử, phục linh. Tất cả dùng liều lượng bằng nhau, đem tất cả các vị thuốc trên nghiền thành bột mịn rồi cho vào trong hũ thủy tinh để nơi khô ráo sử dụng dần. Khi dùng thì lấy khoảng 3g bột thuốc này hòa với nước ấm uống. Mỗi ngày uống 3 lần, bài thuốc này có tác dụng thanh phế nhiệt, tiêu thủy khí, tiêu đờm trừ mủ, nhuận trường, đại tiểu tiện thông suốt nên có tác dụng hiệu quả cho những người bị mụn do tuổi trẻ khí thịnh. Chữa mụn trứng cá với bài thuốc nhân trần cao thang, chuẩn bị 30g nhân trần, ý dĩ 30g, bổ công anh 20g, sinh địa 15g, sa tiền thảo 15g, sơn chi 10g, hoàng cầm 10g. Xích thược 10g, hoàng bá 10g, đại hoàng 10g, cam thảo 6g. Cho tất cả các vị thuốc trừ đại hoàng vào sắc với nước. Sau đó cho đại hoàng vào và nhấc xuống. Mỗi ngày sắc uống một thang có tác dụng rất tốt trong việc trị mụn trứng cá do thấp nhiệt, mụn đỏ, sần và có mủ mọc ở hai má và cầm kèm theo các triệu chứng kén ăn, đầy bụng, miệng khô, táo bón. Trên đây là những bài thuốc đông y làm đẹp da, giúp trị mụn trứng cá, hiệu quả. Tuy nhiên để ngăn ngừa và điều trị hiệu quả mụn trứng cá, thì người bị mụn trứng cá nên kiêng hoặc hạn chế thức ăn chứa nhiều mỡ, cay, nóng, giảm những đồ ăn thức uống tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh mủ phát triển như nư, ớt ngọt, bánh kẹo ngọt, đường tăng các loại thực phẩm như rau quả, nhất là những loại có tác dụng thông tiện,
nhuận tràng như rau sam, rau khoai lang, mồng tơi, rau đay. Thường xuyên rửa mặt bằng nước ấm kết hợp rửa mặt bằng xà phòng diệt khuẩn nếu da dầu, nhờn nhiều. Chào các bạn!